nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Wow wow và hello xin tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming đây. Yeah. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là siêu phẩm cũng chỉ để chống động. Thì anh em nghe cái tiêu đề hay là nghe cái cast nó cũng hơi gọi là xạo đúng không? Nhưng anh nghĩ là thằng này xạo lìn. Nếu thì có chuyện siêu phẩm mà để chống động đúng không? Thì đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một siêu phẩm chỉ để chống động. Mình cá chắc chắn là anh em ai cũng biết. Để trong thời gian tới là mình đang úp con điện tử thì mình sẽ làm một số clip như thế này. Thì bây giờ mình sẽ vào clip nhá. Hôm nay mình sẽ để cam nên là anh em thấy xấu hay là gì thì để lại cho mình một like nhá. Ok. Thì đây, thì ở trên màn hình anh em bên đây là đây, mình sẽ bật qua cái tab này cho anh em xem. Đó. Siêu phẩm cũng chỉ để chống đậu. Nhầm nha, mình nhầm. Đâu rồi? Bật lại đi. Đây. Siêu phẩm cũng chỉ để chống đậu. Thì thực sự nó là một con siêu phẩm cũng chỉ để chống đậu thôi anh em ạ. Đó, đó là ILLC II. Thì con nick này ở C1 chắc chắn là anh em ai cũng biết. Giờ nó cũng chỉ để chống đậu thôi anh em ạ. Chỉ để chống đậu thôi. Thật đấy, mình nói thật đấy, chỉ để chống đậu thôi. Đây anh em không tin đúng không? Đây, mình cho anh em xem. Đây, mình sẽ thu hoạch đậu. Con này cũng chỉ để chống đậu thôi mà. Ngày xưa là một huyền thoại, giờ cũng chỉ để chống đậu. Siêu phẩm rồi cũng chỉ để chống đậu. Đó, bây giờ mình sẽ vào bang thu hoạch đậu vào cho anh em trong thành viên trong bang. Mình không biết tại sao bây giờ con siêu phẩm này chỉ để chống đậu thôi. Mạng có vẻ hơi kém đây. Thì mình sẽ vào thành viên cho anh em xem nhá. Đó. Hiện tại cái PT này chỉ để là búp đậu thôi. Nhưng ra là giờ cái leak này cũng chỉ để búp đậu thôi. Ở đây có ai là fan của ILLC này? Chắc là một số anh em không biết ILLC là ai. Thì mình kể cho anh em nhá. ILLC là cái kênh YouTube ấy. ILLC 50k sub ấy. Anh em có nhớ không? Thì bạn ấy đã bán kênh và chuyển qua kênh Temobi quản lý. Thì kênh Temobi Ngọc Rồng Online là có hai người quản lý. Một là Nhật ILLC là Nhật. Hai là Phạm Hằng. Đó, có hai người đó quản lý. Thì hiện tại là bạn Nhật thì bạn ấy đang quản lý, còn Hằng thì thỉnh thoảng thôi. Thì từ giờ con ác này cũng có thể quay game nhưng mà đa số chỉ để là búp đậu. Búp đậu thôi, anh em phải nhớ không? Nick này chỉ để búp đậu thôi. Thì giờ mình sẽ nói con nick này là chỉ để búp đậu thôi. Siêu phẩm cũng chỉ để chống đậu. Đó, thì mình cứ lấy đậu bên này mình xin thôi. Bên này mình xin. Xong link của ILC thì sẽ cho đậu. Vì đậu là đậu cấp 7 anh em ạ. Đậu cấp 7 thì khá là ngon. Thì mình búp thường là 4 này, 5, 6, 7, 8. Nếu mà có ngon hơn nữa thì sẽ có đậu 9. Còn không thì chỉ có cứ nghĩ đậu thôi. Mà mỗi lần búp thì tầm 200 viên thôi là đủ. Anh em búp đậu thì tầm 200 viên là đủ để búp đệ rồi. Thì úp sao? Thì mình cứ xin nhá. Mình xin này. Mình xong mình sang nick phụ mình cho này. Cho trên điện thoại thì chắc chắn nó sẽ không ngon bằng cho trên máy tính rồi. Thì mình búp đa số là trên máy tính mà. Đây, xong mình lại dùng cái nick này. Mình phát game. Phát game và lại game và lại xin. Đây, mình phát game. Thì ngày xưa thì nó chỉ có 3 giây đăng nhập thôi. Nghĩa là khi anh em phát game vào thì chỉ có 3 giây đăng nhập, 3 giây thôi. Và bây giờ thì nó sẽ khoảng 20 giây, khá là lâu. Nhưng mà không sao, 20 giây thì nó khá là nhanh rồi. Đối với búp đậu thì 20 giây là khá là nhanh. Bạn em tầm khoảng 30 phút là búp khoảng được 200 viên rồi. Không, 15 phút. Không được 15 phút. Đúng tầm 15 phút nếu mà búp chậm. Không thì được hơn 200 viên, 250 viên. Tùy anh em còn mất thời gian đăng nhập click này, tham gia vào lại này. Đôi khi lại bị lỗi này. Đó, chứ không phải là cứ 15 phút hay là 10 phút là được 200 viên đâu. Đấy, mình cứ búp lại thôi. Hết đậu thì mình lại thu hoạch. Xong khoảng tầm đậu cấp 6 thì 6 phút mình vào mình thu hoạch một lần.
6 mà cứ tầm khoảng 1 tiếng là mình phục bệnh một lần, thì đậu cấp 6 là 6 phút hồi một lần đúng không? Đậu cấp 7 7 phút hồi một lần, đậu cấp 5 5 phút hồi một lần. Thì cứ tầm khoảng 1 tiếng là mình thu hoạch và hết tất cả các lịch mình thu hoạch một dãy xong, bắt đầu mình thu hoạch xong. Thì hiện tại là trong lịch phun hành, trong lịch rương đồ phun đậu đúng không? Thì mình chuyển sang lịch phụ, mình chuyển hết đi. Xong bắt đầu mình lại thu hoạch tiếp thôi. Thế đến cái lịch cần búp thì mình búp vào thôi. Đấy, hôm nay mình chỉ làm cái video là siêu phẩm chỉ để búp đậu. Thì con này cũng chỉ giờ chỉ để búp đậu thôi. Anh em xem kênh Temuvin Học Giống Online chắc chắn là sẽ có gặp lại nhân vật này, nhưng mà sẽ ít hơn, nó không được gọi là hay cho lắm. Nhưng mà anh em đừng quên ủng hộ nhá, đừng quên ủng hộ mình và cả kênh Temuvin Học Giống Online qua ấn subscribe và like. Phạm Hằng thì ok đấy. Được rồi, thì mình bây giờ công việc của mình bây giờ vẫn là chỉ đi búp đậu thôi. Mình vẫn đi thu hoạch đậu, mình búp đậu thôi. Lại trở về với cái nghề trồng đậu. Mệt mỏi lắm anh em ạ. Thì anh em nhớ đón xem những clip tiếp theo của mình, là đó là về mở skill hoa con điện tử của mình nhá. Hiện tại mình đang treo thuê úp sắp rồi, sắp thành sắp lên rồi. Thì cứ khoảng một thời gian gần đây thì mình sẽ quay những clip khác. Còn về con nick đẹp play quay điện tử thì cảm ơn anh em đã comment. Comment đã ủng hộ mình, cho mình ý kiến là nên đổi hay không đổi. Thì mình nghĩ là chuyện mình đổi con điện tử skin 3 đổi lại điện tử mới để úp lại thì mình thấy là cũng đúng. Một phần cũng tiếc nhưng một phần đúng. Vì sao? Vì nếu mình mở ra đổi nhà đổi rồng gọi rồng ấy, mình gọi rồng những may thì nó ra Kraken thì sao đúng không? Nhưng em bảo là Masenko này tái tạo năng lượng, khi đổi khi gọi rồng ấy, gọi rồng một sao để đổi skin cho đệ tử thì chắc chắn là skin 2 sẽ là Atomic với cả Thái Dương Hạ San. Thì đó là một phần chắc, ok chắc, nhưng mà biết đâu số mình đen làm sao? Mình đen, người ta gọi được nhưng mình không được. Mình lại thành Kaioken làm sao, đúng không? Thế ra là ăn chắc thì mình sẽ đổi lại chưa lại từ đầu. Nên là mình sẽ úp lại từ đầu con nick đấy. Úp lại đệ tử từ đầu ấy. Đấy. Lý do mình đổi là thế. Chán quá, siêu phẩm giờ cũng chỉ để trồng đậu thôi. Anh em nào còn biết nhân vật này thì có thể comment ý kiến phía dưới nhá. Giờ chỉ để trồng đậu thôi. Như có chưa hề có cuộc chia ly. Mình thì búp thì trên máy tính thôi, nên là trên điện thoại mình chỉ quay clip cho anh em xem. Vì trên máy tính mình còn một số làm một thứ khác nên là mình sẽ không quay được. Ok, thì chắc chắn là video sẽ dừng lại đây thôi. Và có chút tâm sự với anh em như thế. Bây giờ mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên ủng hộ mình, ấn like, subscribe và ấn cái chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình nhé. Ok, bye bye. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I